một mình em giữa trời chiều hiu hắt. Nhớ thương ai cõi lòng quặn thắt, dõi mắt xa trông dời dời càng não nề tái tê sầu thương. Chiều buồn sóng dài lạnh mờ hơi sương, đắng cay đón trường qua theo khúc hát. Chắc anh đã quên câu thề, quên người em gái quê xưa, nên anh đã không quay về ăn tình dẫn dơi theo thời gian. Dòng sông còn nước mênh mang, tiếc thương con đò sang ngang. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì hôm nay trên cái đoạn đường tình cờ đi từ thành phố Cần Thơ về thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang á, thì Bùi Hồ cùng em nhân chứng có bắt gặp một cái hình ảnh khá là đáng thương. Đó là một người chị này thì cái tướng đi của chị á nó khập khiễng, không phải đi giống như một người bình thường, mà chị dùng hai cái tay và hai cái chân chị bò, và cái miệng của chị á thì chị ngậm vé số và chị đi bán. Không biết thì thực hư cái câu chuyện của chị thì như thế nào, nhưng mà mình muốn chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý chị để cô bác quý chị có thể nắm rõ hơn ha. Ở đây là hình ảnh của chị đằng kia xa kia kia kìa. Cái chị này á thì Bùi Hồ cũng có gặp hình như là một hay hai lần vậy đó. Không biết có phải là một chị ở bán vé số ở Sài Gòn luôn hay không, mà giữa trưa nắng như thế này mà bò thì thấy rất là tội. Đâu rồi chị, đâu rồi? À, chị này đó hả? Chào cô. Cô bán vé số hả? Cô bị tập chân hay sao vậy? À, nó chân nó chút xíu à. Hai cái chân luôn. Cái chân bên đây yếu à, cái chân bên đây xíu à. Ôi trời ơi, như gan cái chân em bé vậy. Ủa, bé bị chó cắn cái nữa nó có. Dạ, cô Bích Tuyền, cô bao nhiêu tuổi rồi? 44 tuổi. Dạ, nhà cô ở đâu? Ở trong Tân Hội, Kiên Giang ạ. Kiên Giang? Ở đâu, huyện nào? Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Tân Hiệp. Dạ. Tụi con á, đi ngang qua đường này á, là cũng nhiều lần rồi. Thấy cô mấy lần rồi nhưng mà không có dừng lại để ủng hộ được. Cho nên hôm nay rảnh mới ghé được. Dạ. Thấy cô hồi nãy là cô đi bằng... Bò hả? Chân với lại tay là cô bò dưới đất luôn. Cái này thì mình cắn lên ngậm hả cô? Đâu cô có thể cho một cô bác anh chị thấy được không? Đây đây là một cái công việc hàng ngày của cô á. Đây là cái bên hồ là bên hồ rồi. Dạ. Tội nghiệp quá. Chưa có gì để dùng lại giúp cô. À, đi tiếp. Giống như bò, giống như vườn á. Cái thương ghê á. Anh có mua ủng hộ với số cơ chị không? Chỗ nào mát mát đi mình ngồi tâm sự tí xíu nha chị. Quá nắng rồi. Ở đây nắng rồi, ở đây đâu có chỗ đâu. Vậy hả? Đây là xin vô đây nè. Đường xe người ta ra vô. Đây nè. À vô đây nè. Cái chỗ này nè. Đi vậy mệt dữ hết cô. Mệt lắm. Bữa nào giờ là đuối hết trơn. Tại vì bây giờ cái ngay chân chỗ này như nó bị cái gì nó khớp á. Cái đi ngục. Năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? 44. 44 chị cũng còn trẻ. Tại vì
hai đứa con gái nhà đi học? Đứa nó học lớp 10, đứa học lớp 8. Con chồng của chị? Đi rồi. Đi đâu? Đi theo người ta. Đi theo người ta rồi. Đi lâu rồi, đi được 6 năm rồi. 6 năm. Đi làm đó, rồi cái quen với con nhỏ đó ở đâu trong quán cơm á. Rồi cái mới đầu quen, chỉ tưởng là quen thôi, rồi cái hai đứa dắt nhau đi Long An bằng luôn rồi, đi ra tránh luôn tới giờ. Mỗi một ngày như vậy là chị đi bán từ mấy giờ cho tới mấy giờ? Sáng 7 giờ đi là ra tới đây 9 giờ mấy á. Dạ. Chị ra là ra tới chợ Cái Sau á, từ chợ Cái Sau lỡ xuống đi rồi dài về tới Hồng Xin. Đi xe buýt ra. Chi phí thì đi xe buýt hết bao nhiêu tiền? Tùy theo có người chứ có chuyến người ta không lấy tiền, có chuyến người ta lấy tiền. Cái gì đi. Lúc nãy chị nói là bán mỗi ngày bao nhiêu tờ giấy số? 200 mấy. 200 mấy? 200 mấy chục tờ chị? 250 tờ. Đi từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 9 giờ 7 giờ sáng mình ra tới đây 9 giờ. Rồi tới 3 giờ mấy là mình đi hết số thì đi về. Dạ. Về tới nhà mình vừa 5 giờ mấy 6 giờ luôn á. Rồi mình lấy giấy số ở đâu? Lấy ở chổng. Dạ. Bởi vì ở chổng có đài này không mà nó không có Vĩnh Long ra, người ta đòi Vĩnh Long không mà. Rồi bởi vì cái người ta mới hỏi là ở đâu mà có đài này không, nói tại Kiên Giang đài này nó tránh. Đài này đài gì ta? Đài Trà Vinh. Trà Vinh. Nhưng mà 200 mấy chục tờ đó thì lời được là khoảng 200 mấy chục ngàn. Mà có phải là ngày nào cũng bán được vậy không hay là có bữa bị ôm? Có bữa mình bán không á thì có bữa ôm có. Nhưng mà em biết đó thì trước cái giờ mà sổ mà mình trả sớm thì người ta nhận lại đúng không? Nhưng mà tại vì trong khi đó mình lấy số ở chổng, mình ở đây mình đi về là thời gian nó không có kịp. Chị lấy bằng tiền mặt hay là lấy gối đầu? Gối đầu. Lấy gối đầu, không có vốn để lấy tiền mặt hay sao? À. Không có vốn. À, chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về gia đình chị ha. Thì anh đã bỏ đi là bao nhiêu lâu rồi chị? Gần 6 năm rồi. Gần 6 năm. Lúc đó thì đứa bé mà nhỏ nhất con của chị được bao nhiêu tuổi? Cái giác đó nó học được lớp 3. Học lớp 3. Và hiện nay thì bé đó đã học lớp? Lớp 8. 8. Còn bé lớn là học lớp mấy? Lớp 10. Là hai đứa gái hết? Hai đứa gái. Ồ, hai cô con gái. Lành lặn hết không? Bình thường hết hay chị? Tại vì hồi đó em bị sốt á, cấp mới biết đi á, lại sốt, lại không biết. Rồi mẹ đi xuống bác sĩ người ta chích á, chích nó mới bị teo rồi vậy nè. Rồi cái chị hoài không hết, rồi cái chị luôn. Khi mà con của chị biết chị đi bán vé số mà bò đi như vậy thì con của chị đi học thì có bị các bạn nói này nó kia không? Bữa hổm em cũng có hỏi nó, nói như mà đi học rồi như người ta rồi người ta gặp đi mẹ có đi xuống với con á, mẹ đi học phụ huynh á, rồi con nghĩ làm sao, nó nói ủa mẹ đẻ con chứ bạn con có đẻ con đâu, nó nói gì đó. Bởi vì nói mẹ thấy không, mỗi lần mẹ đi xuống là con chạy ra con mừng mẹ liền à, chứ con đâu sợ đâu, nó nói gì đó. Nó nói tại vì mẹ đẻ con chứ bạn con đâu đẻ con được. Ồ, đưa bé lớn đứa hả? Lớn nó nói gì đó, đứa lớn cả à? Mình cũng thấy cũng vững. Năm nay là 16 tuổi rồi. Dạ, 16 tuổi. Em không hiểu là khi mà anh bỏ đi như vậy á, thì ngoài cái công việc bán vé số của chị á, thì nó lời khoảng ít thôi. Dạ. Nhưng mà làm sao chị có cái số vốn để mà nuôi hai đứa bé ăn học? Cũng nói chung là em đi bán, có khi có người người ta cho tiền, rồi có người á, gạo nói chung là khỏi mua. Người ta có chị kia chỉ kêu á, là đừng khỏi mua gạo, lo như đồ ăn thôi, rồi nào hết gạo thì nói chỉ cho về ăn, khỏi mua. Là mình đỡ cái đó đi. Có người lo gạo nhân. Có người lo gạo. Chị bò như thế này nè. Dạ. Là khoảng bao nhiêu mét thì chị sẽ cảm thấy mệt và mình ngưng, mình không bò nữa. Rồi được có một khúc mà từ đằng đó lại tới một khúc cái bắt đầu ngồi xuống nghỉ mệt một cái. Rồi ngồi nghỉ mệt hồi cái bắt đầu cho nó dịu hồi cái ngồi bò nữa. Cứ đi đêm đi qua đường đèn đỏ này là ngồi nghỉ mệt nữa rồi đó. Cứ chút xíu nghỉ mệt, chút xíu nghỉ mệt. Ý là sáng tới giờ mà từ cái sao mới tới đây. Chị cho em xem cái bàn tay của chị với. Bàn tay nó chai nhất. Mình phải đeo một cái bao tay như thế này. Nó không có bị đau tay, nó xước vô tay nó trơn. Anh Hậu thấy bị xước không anh Hậu? Đúng rồi. Xước bàn tay nè. Xước nhựa. Rồi anh nhìn cái bàn tay của chị bị chai nè. Thấy không? Rồi mấy cái muốn này. Phòng luôn á. Đi có khi cái này chặt móng nè, chặt ngón đó, cái bắt đầu nó đụng vô đá cái nó bị nè, sưng lên nè. Bởi vì tối là bò là phải về là phải mua thuốc uống mới được.
chóng nhất hay gì? Nhất cái lăn lộn ngủ không được, bởi vì có khi chiều á đi vô cái nhỏ con á nó hỏi ủa mẹ làm gì mẹ lăn hoài, nói tại ghim mình á ngủ không được rồi nó nhất cái phải lăn lộn vậy đó. Tại vì thường á là mình thì đi bằng chân á anh Hồn, cái tay của mình chỉ là cầm nắm thôi chứ đâu phải là để hoạt động để mà di chuyển như vậy đâu. Mà khi mà chị dùng tay để mà chị di chuyển á thì về đêm bị nhức. Tại vì cái sức cái tay nó quá sức. Cái sức tay chịu nặng hơn cái giò. Nó phải đúng rồi anh em thấy. Kìm á, kìm cái như sợ mỗi lần đi cái dấp hay cái gì cái tay mình nó đỡ nhiều hơn cái giò, nó đâu có đỡ được. Nhưng mà cái giò của chị là hoàn toàn là không có không có cái lực hả? Không có lực. Nó yếu xìu à. Chị săn lên cho mọi người xem. Nhỏ hơn nhỏ, cái tay nhỏ của hơn mình cái tay mình luôn. Nhỏ hơn cái cụm tay nè. Cái chân chỗ này cái nó nhức nè, cứ vậy á. Tối là ngay đây nó nhức lắm luôn nè. Bị như kiểu nó hơi nhiều á. Cái giò này nó kìm mà cái giò này nó kìm mà. Giò này yếu xìu à. Chứ cái giò bên đây nó hơi mạnh hơn chút. Nhưng mà con của chị thì khỏe mạnh bình thường hả? Nó bình thường. Vậy cũng may mắn ha. Bởi vậy nhận cái hai đứa nhỏ cũng được. Dạ. Nói nhưng chung mà... là không phải nhà nỗ lực là vì con mình vương ván là sau này yêu cầu con mình nó học chờ được là cái đầu sau này nó nhờ thôi, chứ chỉ là chứ bây giờ anh mà không học nữa rồi sau này không lẽ đi bán vé số giống mình nữa. Dạ. Cái gì nó có tương lai nó hơn. Có nhiều khi á em nói á, rồi chừng nữa nuôi hai đứa mày lớn á, rồi tới nữa rồi cái tới biết quen bạn trai á, bạn trai đi lại nhà á, rồi gặp mẹ ăn gì rồi sao nói kệ đi. Còn nếu mà người đó mà khi dễ mẹ nữa thì hoài luôn, tại vì người ta thương con nhưng người ta đâu đẻ con đâu, mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn mà nó đâu nuôi con đâu. Nói gì đấy, nói gì rồi biết đâu rồi trở về sau này mày thương nó thật sự rồi nó chê mẹ ăn vậy rồi tới ngày mày tụi mày cảm thấy mẹ mày mà mày rồi ăn vậy rồi mày ấy ăn không. Nói chung con hiểu cho mình đó là bởi vì cũng mình, mừng mình đi cũng hạnh phúc rồi. Bởi vì bây giờ nó nói mẹ con lớn lên á, mẹ đừng có gả con sớm để mẹ nhờ, để không thôi gả sớm cho người ta nhờ hay gì. Dạ. Nó nói gì đó. Chị nói mà làm cho em với Nhân á, dạ, muốn đến nhà chị liền luôn á. Tại vì hai đứa con của chị rất là nói những cái lời rất là hiếu thảo. Bởi vì có nhiều khi nó nói là em muốn khóc luôn á. Ừ. Thấy nó thầy đồ ấy và cái đầu mình cũng nhìn nó cũng tội. Không có bà đi như kiểu người ta phụ huynh á. Bởi vì thầy nó kêu là chị phải đi họp phụ huynh cho nhiều một chút, đừng ta biết chuyện gì đó, đừng có gì tiền học tiền đồ ta cũng giảm được ít này kia. Rồi cái nói tại vì em lo đi bán không có thời gian họ đi họp đó. Rồi bởi vì mỗi lần đi họp này kia ngoại nó đi họp giùm mà lâu lo có, nhưng trừ khi nào mà em ở nhà không có đi bán là mấy ngày đó đi họp cho nó. Nói chung là mấy con cũng hiếu thảo rồi thương mẹ và hiểu cho mẹ là được rồi. Thực sự thì mọi người ở ngoài nhìn vào mình á, nghĩ mình như thế nào á thì cũng không có quan trọng bằng việc những người thân yêu nhất của mình, đúng không chị? Bởi vì có mấy người đó nói tại sao mà anh biết anh Vinh K5 không? Vinh K5 làm tóc đâu Sài Gòn á. Bữa hổm anh cũng quay em nói sao thầm ông phải đâu, mình cười ở ngoài chứ không lẽ bây giờ trong lòng mình như vậy, mình có tâm sự buồn mình nói ra cũng đâu ai làm giúp mình được gì đâu, đâu ai biết được. Đi bán thì phải nói chuyện và quá kêu giả chữ nhiên chầm dầm chừ rồi người ta cũng nói mình ấy này có đi bán mà người bán vậy vậy đó, người ta cũng nói mình. Em muốn hỏi chị như thế này nè, thật ra thì bán ở Kiên Giang thì bán vẫn được chứ không phải là không. Mà đoạn đường di chuyển đó từ ra đây bằng xe buýt thì cũng khá là tốn kém. Thì chị muốn cho con, không muốn cho con mình thấy cái hình ảnh là mình đi bán như vậy à, hay là chị thấy ra đây bán cái số nó được nhiều hơn? Ra đây bán nói chung là mình lạ, mình mới đồ người ta ủng hộ được nhiều hơn. Chứ có nhiều người á, có bữa thì ta cho tiền cũng có. Có bữa có nhiều tiền thì mình gửi được tiền xe được. Nhưng mà chị ra đây lúc mà chị bán là chị ra đây bán là chị có muốn cho con mình không thấy được cái hình ảnh của chị đi bán hay sao? Con em nó cũng biết rồi, nó đâu, nó cũng như không phải, tại vì em cũng nói thật, trừ em đi ra đây bán là tại vì thiếu tiền người ta rồi bị có bữa em đi bán gì nè rồi chủ nợ lại đòi á, nó mẹ đi bán mẹ không có ở nhà đi lại ổng cứ thăm dò con hoài rồi nói thì cứ từ từ đi. Tại vì cái lúc mà hồi cấp nghe em bị té xe bệnh đó, hỏi tiền rồi đợt đó không có chưa có tiền trả đó,
tưởng ổng cứ mấy người đó vô rồi có con em ở nhà không, nó cũng sợ, nó cứ đóng cửa tới nhà đi học về, nó con đi học về mà con gặp ổng con sợ con đóng cửa không, nói thì gán đi rồi chừng nào á mình đâu có thiếu nợ thì từ từ trả chứ, rồi miễn như bây giờ á chưa có tiền thì phải trượt ra đây bên bán đừng cho phải gặp thôi, chứ trước em đâu phải bán ở đây đâu, em chỉ mới bán ở đây thôi, bởi vì bây giờ nói ra thì cũng mấy không dám nói luôn á, tại ai cũng hỏi em tại sao mà Kiên Giang không bán mà ra đây, tại vì mình có cái nợ khổ bởi vì mình nói ra không được nó vậy đó. Mà chị thiếu nhiều không? Thiếu khoảng mười mấy triệu đó. Cái đợt đó em trước Covid lận, rồi cái tự nhiên đem bán cũng bán được, rồi có người ta đóng cho người ta được. Rồi cái Covid cái mấy tháng trời đó, rồi tiền bạc không có, rồi xài biết rồi con đi học này kia. Đợt đó nó học online, mấy Covid người ta đâu có cô thầy cô đâu dạy đâu, rồi phải online rồi mất mượn tiền đó đó, mua điện thoại này nè cho nó học trên mạng đó, phải có điện thoại mới học được, sợ nó bỏ học quá thì thua chức của người ta. Đấy, tiếp theo tới cái gì luôn á, rồi sau này qua Covid rồi cái người ta không có bỏ, người ta nói là em nghỉ Covid đó rồi không bán, rồi số không có đó, rồi cái người ta cũng không có đưa số cho bán, rồi mới qua bên Tâm Hiệp bà cái bà gì đó bà mới đưa số cho bán nè, chứ mấy người gạch giá người ta không có đưa số nữa, người ta nói là bà nghỉ rồi số rồi người ta cắt số không có số đâu mà đưa. Thì cái cũng trong cái Tết đó, cũng có nhờ cái chị kia lấy giùm mà, nhưng mà chị lấy là phải chỉ nói phải có tiền mới lấy được, cái bà cứ xình hoài à, cứ ba hồi lấy ba hồi không, mà bà cứ than hoài tao lấy cho mày á rồi tao không có số bán này kia đó. Rồi nhờ cái bà 26 này bà đưa số bán nè, cũng nhờ bà được bán hãy tới giờ bà đưa số cho bán không đó, chứ phải lấy bên kia cũng đâu có đâu. Rồi cái mỗi lần bán thì là tiền ăn uống hàng ngày, rồi lớp rồi đây quay không có tiền trả người ta đó, rồi bắt đầu vô ở mấy ổng thăm là nói hỏi nợ mà giật này kia đó, rồi thăm mấy đứa nhỏ nhà hoài, mấy đứa nhỏ nó sợ. À, mỗi một ngày như vậy thì như chị nói thì có thể chị bán được hơn 200 tờ, yeah. Nhưng mà có ngày thì bị ôm, tức là có ngày ế ngày đó. Đấy. Thì em cho là trung bình là lời được 100.000 ngày đi, yeah. Thiện tháng là khoảng được 3 triệu hơn đi. Yeah. Mà chi phí của các con với lại chi phí gia đình mình á, tiền tháng khoảng nhiêu? Như thì ăn hàng ngày là có bữa mình mua đồ ăn là cũng 70-80 ngàn ngày. Tại vì mỗi một mình em, rồi hai đứa con, rồi đứa cháu với ba nữa, là tổng cộng 5 người ăn mà mình nên bán rồi. Tại vì ba già rồi, mẹ thì đi giúp việc nhà trên Sài Gòn á, còn dạ. Nên ba ở đây thôi, rồi hai chồng thằng thứ tư nó cũng đi mặn chảnh đó, rồi cái nó để lại đứa cháu cho ở với ông nội, nhưng mà ăn là phải ăn, em phải ăn chung với bên em không à. Dạ, kiểu như đi bán về gì nè, chiều là em phải về cơm nước cho 5 người đó. Chị nấu ăn hay là ai nấu ăn? Em nấu ăn luôn á. Chị nấu luôn hả? Mình nên em nấu không nó phải chi, bởi vì mỗi lần em về em mới nói phải chi mà đi về á, có người ở nhà nấu cơm sẵn thì mình ăn rồi mình tắm rửa mình ngủ rồi thì nó có được khỏe chút, về rồi lớp cơm nước hàng ngày nữa rồi xong hết rồi mấy là mấy đi ngủ ngay được. Thế mình anh em có nên em làm, tại vì con của chị phải mất đi học đúng không? Dạ. Bởi vì dưới nó chưa biết làm đồ ăn nữa, rồi mới về là em phải mua đồ ăn rồi nấu cơm rồi làm đồ ăn đồ năm người đi á, ăn rồi mới xong đi. Khi mà chị đi bán ngoài đường á thì khi nãy em với lại anh Hồ á có thấy cái hình ảnh chị thì thật sự rất là nắng nôi mà đi lại rất là khó khăn luôn. Rồi cái vóc người của chị do bị tật thì đã nhỏ rồi mà chị còn phải bò nữa thì cái tầm nó rất là thấp, không biết thì chị đi ngoài đường như vậy có bao giờ chị gặp nguy hiểm không? Có khi ha, như kiểu mà mình bò cái nó chút cái như cái từng sau á mình chút nó dội lên cái nắng cái nó dội lên đường đầu khi chóng mặt cái ngồi hồi hình muôn nó ngay ngồi muốn xỉu luôn á, rất là do cái nắng quá. Nó quá gần cái mặt đường nữa nó bị như kiểu mình bò thì ở sau nó cao hơn trước chút đó, chóng mặt nó bị lên máu á, dạ. Máu nó dồn lên đầu là nhiều nó quá vậy đó. Nhưng mà nó còn nguy hiểm cái nữa, ví dụ những chiếc xe lớn á nhiều khi khuất tầm nhìn á, nhiều khi không có thấy được chị á là cũng nguy hiểm cho chị. Chứ có người thấy em bò qua cái đầu người ta lại người ta cản xe tiếp cho mình qua. Còn có khi nào á mình thấy cảm thấy đèn đỏ mà cái phần bên đây mình bò tới đèn đỏ bên đây mình mới đi tới, chứ để gì chừng qua bò qua đường á đúng không?
cái ta nhưng ngưng lại đèn đỏ đó, mình phải bò qua. Nhưng mà lúc chị bò á thì em thấy chị ngậm cái cây tờ giấy số vô cái miệng của mình nè. Cái thứ hai á là chị phải ngẩng cái đầu của mình lên để cái cây này nó không bị quẹt xuống đường. Thì lúc đó thì cái cổ của mình nó mỏi với mọi như là cái nó miệng đơn đó. Đây nè. Đơn. Ừ, nó đơn á. Tại vì mình mắc cầm cái này cái bắt đầu mình thấy là mình phải nâng cái mặt lên thấy đường đi để dạ, mình thấy đường đi nữa. Cái mặt này xuống không có thấy đường đi mình phải lượt vô đụng vô cây. Đâu lúc chị ngậm vô như thế nào chị có thể cho mọi người thấy được không? Cái chiếc phần trắng vô gì nè. Phải có cái này lên mới được, không có này em bị ê răng. Không có cái nào đâu. Không có cái đồ kéo này. Khẩu trang á. Không có khẩu trang cái răng nó đeo á cắt không được. Ờ à, để em vận cái cây nặng đó. Cây này khoảng 200-300 gram. Bởi vì răng nhưng mà răng chịu cái chịu thời gian dài chịu không nổi đâu. Không nổi. Nó vậy đó. Ờ. Bởi vì là phải cái bịch khẩu trang vô nó có cái đường đấy. Cái đựng trên cái răng mình ấy á, nếu mà cắn không có cái này á là cắn không dính nó bị gớt. Nay anh ở đâu vậy? Tụi em ở Sài Gòn xuống. Sài Gòn. Rồi. À, chị, hôm nay thì tụi em tình cờ gặp chị ở ngoài đường. Thực sự thì nghe cái câu chuyện với lại thấy chị thì rất là hiền hậu. Thì cũng hy vọng rằng những điều chị nói thì nó đều là thật ha. Dạ. Nếu như có một dịp thì tụi em ghé thăm nhà chị để dạ, chia sẻ về cuộc sống với lại các con của mình như thế nào luôn. Hôm nay tụi em mua vé số ủng hộ cho chị trước nha. Dạ. Vì là đò, anh khác có cái anh viết đăng anh cho Phút. Gu Phút sao chị? Nó mỏi. Bị mỏi hả? Ôi trời ơi. Ở đây là chị còn bao nhiêu tờ ta? Em biết nữa. Dạ, dạ, dạ. Em xin lỗi làm phiền ha. À, giờ cho em 20 tờ đi ha. Cho 20 tờ này đi đủ không? Không, mấy cái này chị lấy hết nguyên lốc này đi. Này nữa mấy tờ? 13, 14, 15 tờ, 16, 17, 18, 19, 20. Anh họ lấy mấy tờ? Anh cũng 20 tờ luôn. 20 tờ ủng hộ cho chị. Thế em cũng 20 tờ luôn chị. 20 tờ luôn. Đây để em lấy cho cái tay cho chị cái một 2 3 4, 5, 6, 7, 8, coi chừng 10, 11, 12, 13, 14. Chị có chừng lộn của mà chị á, mười mấy rồi? 14, 15, 16, phải không? Cái nào còn nhiều? 17, 18, 18. Rồi 20 là 40 tờ đúng không? Tặng cho chị lại em gửi chị 500 ngàn nha. Đây. Rồi 500 ngàn á, gửi chị 100 ngàn mua nước uống nha. Dạ. Trước tiên thì tụi em ủng hộ vé số trước đi ha. Một dịp nào đó tụi em ghé nhà. Nếu như giúp được thêm gì thì sẽ giúp ha. Cái đó em cảm ơn. Dạ. Rồi giờ chị đi tiếp hả? Đi tiếp. Cái này còn được mấy tờ ta? Đi lại dài dài xuống dưới. Này chắc tí nữa hết rồi. Này cũng dạ, còn khoảng 30 tờ nữa. Dạ. Em gửi cho chị lại một tờ đi. Mong chị trúng thì chị sẽ đổi đơ. Rồi chị sẽ ở nhà nghỉ bán vé số luôn. Tặng này lại một tờ hả? À. Tặng lại chị một tờ. Chiều nay để đó đi. Chiều nay mà trúng thì chị không còn đi bán vé số nữa. Ở nhà nuôi con mình đang học thôi. Trúng này là ba mẹ con em đỡ là dữ lắm luôn. Vậy hả? Hả? Trúng cái là ba mẹ con đỡ lắm luôn á. Dạ. Để gì? Con nhỏ con nó nói mẹ nó thấy đi bán hoài á, mẹ cứ đi gì hoài ở nhà con chịu không, mẹ về với con ở nhà với con, bữa nay ở nhà là mệt á. Ở nhà lớp là ăn hàng ngày, nếu mà không bán rồi đầu rồi tiền đâu à, ăn hàng ngày là trong khi đó một ngày là mình bán đã ngày bằng tháng ăn mờ ngày cơm ăn rồi kiếm ăn mờ. Cái lúc này còn bò được có thì bò, cái lúc rồi sau này á rồi bò không được rồi đầu rồi hai đứa nhỏ nó chưa có công chuyện gì làm được rồi cũng mệt nữa đó.
nó còn học chưa ra trường về, nó chưa biết chuyện gì làm nữa thì mình. Nhưng mà em hỏi này nha, nếu như cho chị một điều ước ở trong cuộc sống này thì chị sẽ ước cái điều gì nhất? Em sẽ thiệt, giờ là em nói chuyện thử là nếu mà em ước được mà em trả được cái nợ mấy ông đó rồi mẹ con em ở nhà buôn bán vòng vòng nhà lai dai là khỏe cho con em đó chứ, em thấy em đuối lắm rồi đó. Nếu như ước mà mình khỏe mạnh lại, chị có ước không? Khỏe mạnh là đi được đó hả? Dạ. Nhưng mà chị tốn tiền lắm. Chị tốn tiền lắm hả? Ừ, chị cái này tốn bác tiền. Bác sĩ có nói là trị được cái này không? Em thì đó em thấy cái người kia bò lăn lóc ngoài lộ mà em thấy người ta đi phẫu thuật lại là đi được đó là. Dạ. Không đó, có đó chị. Có đó nhưng dạ. Mà tiền dữ lắm. Mà trong khi đó bây giờ em biết rằng á, mình đi được á, thì tốt nhưng mà tuổi mình lớn rồi. Mình đi lại cũng đâu có bao lâu nữa đâu. Tại vì chị nghĩ rằng là mình khi mà phẫu thuật thì sẽ tốn kém rất là nhiều. Dạ. Mà chị cho nên cô không dám ước không dám ước luôn, như lại chị nghĩ là có tiền để nuôi con mình ăn học để thay đổi cái cuộc sống của con vậy mình đó. Thôi vậy đó em còn chị thì sao cũng được. Cái đó là như cái số của em nó vậy rồi, ở đây vì em đâu dám ước cái gì cái em đi lại được đâu. Em nghe cái giọng chị hay quá, giờ chị biết hát không, tặng nghe mọi người một câu đi. Chị tặng với khán giả câu đi, đâu có gì đâu, ngại hai anh em mà. Hát cái gì? Chị hát cổ hay hát nhạc? Chị hát bài gì? Bolero hay là cổ nhạc? Em thích ca cổ hơn. Oh. Bên cũ cô liêu một mình em giữa trời chiều hiu hắt. Nhớ thương ai cõi lòng quặn thắt, dõi mắt xa trông dời dời bóng chim trời. Bời càng não nề tái tê sầu thương, chiều buồn sóng dài lạnh mờ hơi sương đắng cay đón trường qua theo khúc hát. Chắc anh đã quên câu thề quên người em gái quê xưa, nên anh đã không quay về ăn tình dẫn dơi theo thời gian. Dòng sông còn nước mênh mang, tiếc thương con đò sang ngang, cam đành đò đường ly tàn bao xót xa riêng mình em mang. Chiều đứng bên sông mênh mông nỗi nhớ, bến cũ quạnh hiu thờ thần mong chờ. Thôi sống trên sông hay mặc lệ quen mờ, ở phương xa bây giờ anh còn nhớ lời thề hẹn buổi ban đầu bỡ ngỡ giao nhau. Anh hứa với em rằng mình sẽ nên nghĩa chầu cao, dù giông bão vẫn không nhạt màu son sắc. Nay anh đã đổi thay khi hai ta cách mặt, để năm tháng chờ mong dằn vặt nỗi mong chờ. Bao câu thề bên đời còn vang vọng, anh thay lòng phụ dông ước hẹn, duyên tình không vẹn. Nỗi ôn tư nghẹn thắt tim hồng, con nước lạc dòng xa cách bờ sông. Sông nhớ mong dời dời, có người mới xa quê đã quên lối quay về. Và những lời hẹn ước lúc xa nhau, người cũng đã quên để tôi buồn đau tủi hằn. Mỗi đổ hoàng hôn lặng thầm trên bến vắng, chờ đợi nhớ mong cay đắng ngập trong lòng. Anh bây giờ như con nước lạc dòng, em vẫn chờ mong dù anh không trở lại. Từng đêm dài hồn nghe tê, ai dông phủ câu thề cho cái đắng em mang. Ô quá hay. Thấy họ thấy em đón hay không anh Hòn, nghe cái giọng của chị là biết là phải có cái tài. Thông tin với lại mọi người, Nhân cũng là nhạc sĩ mà nên là nở nghe nói chuyện là biết bắt được âm thanh liền. Bắt được lời liền.
thôi vậy chắc anh em mình kết thúc video đây hết hộp. Dạ. Để cho chị còn tiếp tục bán hết cái số còn lại này nữa. Tụi em thì cũng tình cờ hữu duyên biết được cái chị, thì em cũng đi ngang đi lại thấy chị một hai lần, nhưng mà hôm nay thì có dịp để mà bắt chuyện với chị thì biết được cái hoàn cảnh của mình nó ở đằng sau đó nó cũng còn khó khăn hơn nữa khi mà chị phải gồng gánh nuôi hai người con gái của mình ăn học. Thì hôm nay hữu duyên tụi em về đây để ủng hộ cho chị vài tờ giấy số để cho chị bán có thể về sớm hơn. Thì chắc có lẽ là tụi em sẽ đến thăm nhà của mình, gia đình của mình vào một dịp gần nhất hay chị ha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị luôn có sức khỏe. Chúc chị nhiều sức khỏe ha, mua mai bán đắt luôn. Bài hát quá hay rồi. Dạ. Rồi chào chị.